Chào các bạn đang đến với công ty rèm cửa Tính Tâm. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn những bộ rèm cửa đẹp mà chúng tôi lắp đặt tại nhà ca sĩ Cẩm Vân. Và hãy xem chị nhận xét gì về chất lượng rèm cửa được làm tại công ty chúng tôi. Cái điều mà Cẩm Vân thích nhất của công ty rèm cửa với dân tường Tính Tâm là cái sự uy tín. Và quan trọng nữa là cái giá thành mình xài rất là đẹp, chất lượng tốt nè. Nhưng mà tiền công đồ Cẩm Vân thấy rất là thích hợp với cái túi tiền của tất cả chúng ta. Hãy đến với Tính Tâm, không gian nội thất nhà bạn sẽ thêm phần hoàn hảo.